Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức về đời sống xã hội trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, gần đây dư luận đang xôn xao về vụ việc căn biệt thự trăm tỷ đô được mệnh danh là lâu đài nguy nga tại Quảng Ninh đã bất ngờ bốc cháy khiến một người thiệt mạng. Những thông tin ban đầu mà chúng tôi có được cho biết, căn biệt thự này thuộc về ông DXH, một đại gia ngành than vô cùng nổi tiếng ở Quảng Ninh. Trong video lần này, Chúng tôi xin được viết tắt tên vị đại gia này. Đồng thời cũng cho phép chương trình xin được gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới chủ nhân của căn biệt thự khi đã không chạy thoát khỏi đám cháy kinh hoàng. Thông tin từ báo điện tử Công an, chuyên trang của báo Công an nhân dân, cơ quan của Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khói lửa đã bất ngờ bốc lên tại ngôi biệt thự nguy nga trắng lệ nổi tiếng trong khu đô thị mới ven biển phường Cẩm Bình của một đại gia ngành than tại tỉnh Quảng Ninh. Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều lực lượng, phương tiện đến dập lửa cứu người. Thông tin ban đầu cho biết, chủ căn biệt thự nói trên là ông DXH, 47 tuổi, một doanh nhân có tiếng và được gọi là đại gia ngành than ở thành phố Cẩm Phả. Gia đình nạn nhân sống chan hòa và được nhiều người quý mến. Theo ghi nhận vụ cháy này đã thu hút được sự chú ý lớn do đây là căn biệt thự nổi tiếng được giới đầu tư bất động sản định giá hàng trăm tỷ trong biệt thự có nhiều đồ gỗ quý quan sát tại hiện trường cho thấy tòa biệt thự nằm trên khu đất ven bờ vịnh bái tử long đắt giá nhìn từ đằng xa tòa nhà nổi bật với thiết kế cầu kỳ đặc biệt là mái vòm ấn tượng khiến cho biệt thự gây chú ý với bất kỳ ai khi đi ngang qua đây Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 12 tháng 4, nhiều người dân bất ngờ chứng kiến tòa biệt thự trăm tỷ hoành tráng được mệnh danh là lâu đài tỷ đô tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, bất ngờ xuất hiện cột khói đen tỏa ra nghi ngút, sau đó đám cháy nhanh chóng bùng phát. Chỉ vài phút sau, đám cháy lan nhanh và bao trùm gần như toàn bộ tầng 1 của tòa biệt thự. Lực lượng chức năng đã huy động hàng chục người đến ứng cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi khi được đưa đến bệnh viện do ngưng tim, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Nạn nhân được xác định là bà TTH, 46 tuổi, bà chủ tòa biệt thự nói trên. Chứng kiến vụ cháy ngay từ đầu, anh Công, 39 tuổi, một người dân địa phương cho biết. Khi thời điểm xảy ra vụ việc, một số người đứng trước cửa tòa biệt thự đã hô hoàn cháy. Từ bên ngoài, ai cũng khiếp đảm khi nhìn thấy lửa, rực đỏ bao trùm một góc tòa biệt thự Đám cháy được xác định phát ra từ căn bếp và có người còn đang bị mắc kẹt. Anh công kể lại, một phụ nữ đứng tuổi được cho là người giúp việc khi ấy đang ở tầng 1 đã kịp chạy ra ngoài cổng và cho biết trong biệt thự còn có bà chủ đang ở tầng 2 chưa kịp thoát thân. Cũng đứng gần hiện trường, anh Nguyễn Văn Sơn nói, thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân có nghe thấy một vài tiếng nổ nhưng không rõ từ đâu. Ở phía ngoài Mọi người còn nói ông chủ đi làm không có nhà Bên trong biệt thự còn có bà chủ Còn các cháu nhỏ thì đang đi học Anh Sơn cho biết thêm Thời điểm xảy ra cháy Lực lượng cứu hỏa mang theo cả xe thang Xâm nhập vào từ trên nóc Thế nhưng bên trong ngôi nhà toàn gỗ quý Lại nhiều vật dễ cháy Khiến cho khói độc tỏa ra nghỉ ngút ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ninh đã huy động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Đến chiều 12 tháng 4, rất đông lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã có mặt bên trong của tòa biệt thự nói trên để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Mới đây thông tin từ lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy căn biệt thự của gia đình ông Đế Hát ở số 233 khu đô thị Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả đã khiến bà TTH sinh năm 1976, vợ của ông Hát tử vong, được xác định là chập điện. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 33 phút ngày 12 tháng 4. Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân hô hoán báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Cẩm Phả đã huy động 4 xe chữa cháy, xe tiếp nước, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã huy động 3 xe cần vươn và xe thang cùng công an của các phường cẩm trung cẩm bình cẩm đông và cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ cùng phối hợp tham gia chữa cháy cứu hộ đến khoảng 11 giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế lực lượng chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố cẩm phả tuy nhiên nạn nhân đã tử vong theo thông tin ban đầu đám cháy xuất phát từ gian bếp sau đó cháy lan sang các khu vực khác. Do nội thất bên trong tầng 1 của biệt thự làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội và thiêu rụi hoàn toàn tầng 1 cùng nhiều tài sản. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận gia đình có lắp hệ thống trang thiết bị phòng cháy, có bình chữa cháy. Bộ công an đang phối hợp với công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Thưa quý vị, như vậy thông qua điều tra bước đầu Cơ quan công an đã xác định nguyên nhân của vụ cháy căn biệt thự trăm tỷ là do chập điện trong phòng bếp. Vụ cháy này không chỉ hủy hoại tòa lâu đài nguy nga trên mảnh đất đắt giá của đại gia ngành than, mà còn tước đoạt đi mạng sống của người thân cận nhất với ông. Thật đau xót khi người vợ của chủ gia đình đã thiệt mạng. Chúng tôi xin được gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất vâng và chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát quá trình điều tra của cơ quan công an tỉnh quảng ninh về vụ việc và sẽ gửi tới quý vị những cập nhật mới trong các video tiếp theo xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại